Đàm Tùng Vận từng khóc ngất tại tòa án khi nói về vụ tai nạn khiến mẹ cô qua đời. Trước phiên tòa thẩm vấn vụ án tai nạn giao thông khiến mẹ Đàm Tùng Vận qua đời vào năm 2018, nữ diễn viên đã xúc động bật khóc nức nở, khiến nhiều người đau lòng. Đàm Tùng Vận đã công bố có mặt tại phiên tòa thẩm vấn vụ án tai nạn giao thông vào cuối năm 2018 khiến mẹ cô qua đời. Xuất hiện tại phiên tòa, có thể dễ dàng thấy gương mặt nữ diễn viên rất lo lắng và buồn bã. Trong phiên tòa thẩm vấn, Đàm Tùng Vận đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi nghẹn ngào phát biểu: "Tôi là con gái duy nhất của người bị hại. Từ ngày mẹ tôi mất đến giờ là 1 năm 8 tháng. Ngày nào tôi cũng phải trị liệu cho bản thân. Mỗi ngày tôi phải ép bản thân duy trì trạng thái tốt nhất để có thể chấp nhận được việc mẹ tôi đã mất. Ngày nào tôi cũng nhớ mẹ." Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận còn cho biết thêm mình rất sốt ruột, rất sợ hãi khi bước vào phiên tòa. Cô lo rằng mình sẽ không dám nhìn vào bằng chứng được đưa ra. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận cũng cho biết gia đình mình chưa từng nhận được bất cứ sự áy náy nào từ thủ phạm sau hơn 1 năm xảy ra vụ án. Với tư cách là người thân của nạn nhân, cô và gia đình mình đều cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, cô bày tỏ nguyện vọng mong tòa án đưa ra mức án thích đáng theo quy định của pháp luật. Mong các vị có thể trả lại một chút công bằng cho mẹ của tôi. Những người gây ra tội ác cần phải bị trừng phạt. Nhưng điều khó chịu hơn cả là thái độ của hung thủ trong buổi phiên tòa thẩm vấn coi thường, lại còn tỏ ra ngạo mạn khiến đông đảo cư dân mạng tức giận. Người nhà của các nạn nhân khác trong vụ tai nạn xe hơi cho biết, bị cáo từng nói: "Tôi muốn đi vệ sinh tại tòa." Và bố anh ta thậm chí còn mắng người nhà nạn nhân. Trong khi phiên tòa kết thúc, Đàm Tùng Vận và bố của mình đi ra phía xe. Trước khi lên xe để tiếp tục công việc, cô ôm chặt lấy bố như muốn khóc trước khi rời đi. Hình ảnh này của Đàm Tùng Vận khiến nhiều người đau lòng. Sau khi phiên tòa kết thúc, trợ lý của Đàm Tùng Vận cũng đã thông qua Weibo cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ. "Cảm ơn sự ủng hộ thiện chí của mọi người, cô ấy vẫn ổn, xin mọi người yên tâm. Hy vọng pháp luật có thể bảo vệ được người bị hại. Hy vọng pháp luật đừng khiến cho người lương thiện phải thất vọng. Chờ đợi phán quyết công tâm của tòa án trả lại công lý cho dì ấy đi." Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, mẹ của Đàm Tùng Vận đã gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng khi cùng bạn bè đi bộ qua đường. Mẹ cô đã ra đi mãi mãi sau hơn 20 ngày cấp cứu. Được biết tài xế gây ra tai nạn đã uống rượu trước khi tham gia giao thông và bỏ trốn sau khi gây án. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLove. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.